Nèo, ế rồi. Mấy bà, mấy má, con lên làm mấy cái video câu view câu like, bôi xấu ngành nail, bôi xấu người Việt Nam làm nail. Còn mấy anh mấy chị, ế quá biết làm gì, lên coi, like, xong rồi share, share xong rồi than ế. Có đọc mấy cái comment ở dưới, khách nó comment không? Nó nói, vậy chơi, tìm nail Việt Nam, đừng vô tìm Việt Nam nữa. Rồi xong mấy cái gọi than tôi nói tìm nail sao mùa này nó ế quá vậy, tôi cũng ế chổng trời nè, thứ bảy mà ngồi đi khóc, bớt làm mấy cái video nhảm đi, bớt share mấy cái video nhảm đi, đi làm kiếm tiền không, đi đi kiếm chuyện không à.